Kính bạch sư, cho con hỏi về vấn đề thực tế hiện nay. Có rất nhiều gia đình gặp vấn đề về con cái, nhà thì hiếm muộn, trông đợi rất lâu, khó có con. Nhà thì con cái rất dễ đến và có vẻ như họ không biết quý trọng. Đặc biệt là còn vu oan cho người con dâu trong gia đình khiến họ mang tiếng oan. Cũng như đứa cháu mới sanh ra đời cũng vì đó mà không có cha, không có ông bà nội. Kính mong sư giải đáp, do như vậy là do nghiệp gì? Nghiệp mà khiến cho gia đình của mình á, nó không yên ổn thì có hai nghiệp. Một là do nghiệp sát sanh, hai là do nghiệp tà dâm. Trong đời quá khứ, nếu như mình có làm những sự kiện đó thì đời này mình sẽ hưởng quả. Ngoài ra đó, còn có cái dạng nghiệp là khi mình làm phước, mình làm các điều phước thiện, mình không có rủ rê người khác, không kêu gọi người khác cùng làm, thì đời sau mình sẽ là người cô độc. Ngoài ra đó, còn có nghiệp là khi đời trước á, mình giết hại con cái của người khác, thì đời này mình cũng sẽ không có con. Rồi còn gì nữa? Còn cái nghiệp mà mang tiếng oan thì đó lại là một nghiệp khác. Tức là khi chúng ta nhận xét vu oan, đánh giá người khác, thì sau này mình cũng sẽ bị người khác đánh giá và vu oan. Cho nên mỗi chúng sanh là một tập hợp của nghiệp, chứ nó không phải là một nghiệp riêng lẻ. Còn cái phước mà có nhiều con cháu, nó là phước nha, chứ nó không phải là cái ác nghiệp đâu à. Là do đời xưa đó, khi mình làm cái gì thiện, tốt thì mình cũng rủ người khác làm, thì nhờ đó đời này mình có nhiều con cháu. Do đó mỗi chúng sanh là một tập hợp nghiệp, chứ không phải là một nghiệp riêng lẻ. Ngoài ra nó còn chịu ảnh hưởng của những quyết định hiện tại nữa, chứ không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp.